Hello mọi người, nay không biết sao nó có một chút xíu tâm trạng về nghề trade. Thì đôi khi mới thấy cái nghề trade này nó thật sự khác với nhiều nghề khác lắm. Có nhiều lúc mình muốn giống như có một số anh chị đang làm một cái nghề đó mà họ cảm thấy rất là thoải mái về công việc của mình. Chỉ như một ngày mình làm 8 tiếng xong rồi mình lãnh lương, đôi khi thì mình lại muốn tăng ca, đôi khi mình lại muốn về sớm. Nhưng mà có nhiều anh chị lại nói là kiểu như nó không có tự do, rồi mình bị bó buộc, mình không được làm chủ bản thân. Nhưng mà có những cái góc nhìn khi mà bước ở trong cái nghề trade này lâu á, thì mình thấy được nhiều cái nó khác lắm. Kiểu như là có những tháng gần như là mình không kiếm được tiền, mà có nhiều khi mình thua ngược, rồi gần như là tháng đó là zero. Rồi có những tháng rất là vui khi mà mình thắng rất là lớn, và nhiều khi mình làm cả năm mình kiếm không được nữa. Thì nhưng mà nó đánh đổi nhiều cái lắm. Có khi mình không tự chủ được bản thân, chẳng hạn như mình trade đi, mình làm tốt 2-3 tháng trời, mình đạt một cái mục tiêu nào đó, nhưng mà chỉ cần một ngày mình sai thì nó lại cuốn hết cái tiền lời của mình đi. Rồi cái việc mà trade vào buổi sáng á, nhiều khi tâm trạng của mình nó ảnh hưởng rất nhiều về cái việc trade. Mà khi mà mình lead một cái nhóm 200-300 người á, là mình đặt mình vô cái hoàn cảnh là trách nhiệm cực kỳ cao. Rồi chẳng hạn như ngày hôm nay là một cái ngày mà nói buồn thì không buồn, nhưng mà nó hơi làm mình suy nghĩ khá là nhiều về công việc. Chẳng hạn như có nhiều lúc mình dùng từ là mình trốn trading á, tại vì mình cảm thấy wow, sao cái áp lực của nó rất là lớn. Ví dụ như mà mình thắng thì mình rất là vui, nhưng mà khi mà mình thua mình là mọi người bị mất tiền. Rồi mình thật sự là mình cũng chỉ biết xin lỗi thôi, chứ giờ mà mình để mình có nhiều lúc mình ngồi mình cố gắng mình trade tiếp thì nó lại tệ hơn. Thì cái tâm lý trading nó khá là heavy trong cái khoảng thời gian gần đây, tại vì mình ép bản thân mình rất là nhiều. Chẳng hạn như cái đợt vừa rồi là mình trade 20 quả cao, và mình mới thật sự mình cảm thấy là wow, mình ép bản thân mình tới cái giới hạn maximum luôn. Mang được 20 quả cao, có nhiều thời điểm 20 quả cao đó nó âm, và bé nghĩ là chỉ cần nó 10 đồng nữa thôi là nó banh luôn. Nhưng mà bằng một cách nào đó chắc có thể là trời độ hai lần nó quay ngược trở lại, và sau đó nó còn bây giờ nó vô nó lãnh lương rồi. Thì cái nghề trade nó sẽ có nhiều lúc anh chị phải đối diện với cảm giác là up down mà mình không có control được nó. Chẳng hạn như có nhiều lúc Đức nghĩ là hay là bây giờ mình kiếm một số tiền ổn định rồi, mình cũng tương đối là coi như mình hoàn thành một cái giấc mơ Mỹ. Mình có cái nhà không rộng, mình cũng có một chiếc xe chạy được, thì bây giờ có thể là nếu như mình không đổi xe, nếu như mình không có nhu cầu đầu tư, mình không có nhu cầu là trở thành một người là millionaire hay gì đó, thì hay là bây giờ mình tạm gác cái nghề trade lại, mình quay về mình tìm một cái việc nó có thể trả lương, nó có thể có kiểu như là mình chỉ cần làm tốt thôi là chắc chắn cuối tháng mình sẽ có lương, thì chắc nó sẽ nhẹ nhàng hơn tí xíu. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ là người ta hay thường nói là nghề nghiệp á, thì mình nghĩ là đôi khi cái này nó là cái nghiệp của mình luôn rồi. Mình có một cái trách nhiệm khá lớn là mỗi ngày mình còn phải nói giúp đỡ thì không đúng, nhưng mà nói giúp đỡ hay là gì đó, mà có nghĩa là mình có rất là nhiều người mỗi sáng đợi mình để đồng hành chung với mình, và mình phải làm sao mà mình làm tốt để cho mọi người không thua cao. Rồi tốt hơn nữa là khi mà thấy mọi người lãnh lương thì càng lúc mình lại nghĩ là thôi bây giờ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để mọi người có đôi khi mà vào buổi em thấy kiểu như là wow, bây giờ mình làm được cũng nhiều việc ghê, mình giúp được nhiều người họ ở nhà,
Y như anh chị nói là bây giờ mình muốn ở nhà thêm với gia đình thì không biết là cái nghề này có tốt không. Thì tự nhiên cái em thấy anh chị một ngày được chờ, anh chị nhắn cho em, chị nói là ồ bé ơi, bây giờ chị có thể ở nhà nhiều hơn rồi, tại vì chị trade thì nó không kiếm được ra tiền nhiều như là công việc trước đây, nhưng mà chị thấy áp lực là mình ở nhà và mình phụ được cho chồng mình một ít, và mình còn được ở nhà mình chăm con chăm cái nữa, thì chị hy vọng tới một cái thời gian nào đó chị sẽ có thể thay thế luôn cái nghề chính của mình. Thì đôi khi mà em nghe như vậy thì em cảm thấy nó wow, mình do something, nhưng mà kiểu như có, mình cũng rất là chạnh lòng khi mà có nhiều anh chị thực sự mình thấy được cái sự cố gắng của họ, nhưng mà có thể là cái nghề nó không hợp á, cái họ thất bại. Nó thất bại là không đúng, tại vì nhiều khi, ví dụ như bé cũng nói là thôi anh chị mình chưa bỏ cuộc thì không hẳn là mình thua đâu, nhưng mà nhiều khi họ cũng cố gắng, họ break and then họ quay lại rất là nhiều lần rồi nhưng mà họ vẫn không có thành công, thì đó là những cái lúc mà mình cảm thấy mình khá là chạnh lòng, là tại vì bây giờ mình phải làm sao ta, mình không biết được là giúp như thế nào để cho nó tốt hơn, cho nên có nhiều lúc mình có những ngày mình thắng nhưng mà có những ngày mọi người lại thua, kiểu như là buổi sáng rất happy khi mà mình kiếm được nhiều tiền, nhưng mà khi mà tới trưa thì có nhiều anh chị nhắn kiểu như là mà hôm nay chị thua, hôm nay anh thua, rồi mình ngồi tâm sự với họ, nhiều khi mình mang một cái nó không phải là negative, nó chỉ là sad story mà mình phải đem vô người á, thì cái cảm xúc của mình cứ up down, và mình cảm thấy có nhiều lúc mình mắc cười là khi chẳng hạn như khi mình dạy học đi, mình cái giống như cái đợt vừa rồi có những ngày mình rất là buồn và mình thua rất là nặng, mà mình ngồi dạy học mà mình vẫn cười, mình nói suốt 1-2 tiếng đồng hồ, rồi mình kiểu như mình quên mất tiêu luôn, mình khi mình dạy học quên mất chân luôn, nhưng mà sau khi mình dạy học xong á, thì cái nó là quay về một cái cảm giác là ồ wow, đó thực sự là ngày hôm nay nó chưa có vượt qua được, và có nhiều lúc mình áp lực tới mức độ mà mình chạy á, có nghĩa là thôi giờ mình hay là ngày mai mình cảm thấy nếu mình đem cái tâm trạng này vô mình trade với mọi người, mình liệu mình có làm mọi người thua không, hay là bây giờ mình tìm một cái skill nào đó mình dừng đi, mình có thể là mình không trade với mọi người được, nhưng mà còn hơn là mình làm cho mọi người hy vọng trade kiếm được tiền vào buổi sáng, sau đó mọi người thua một trở lại. Thì nói chung là tới thời điểm hiện tại mình cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, nhưng mà ngày hôm nay nó thật sự nó rất là nhiều cảm xúc, và tự nhiên chỉ muốn mở một cái mic lên chỉ để nói rất là nhiều điều để chia sẻ với mọi người, là nếu như mà anh chị sau này anh chị vô những cái lúc như em hiện tại á, thì be positive, kể như mình tìm một người để mình share ra đi, tại vì em thấy khi mà mọi người gọi cho em, mà mọi người share á, em cảm thấy là em cũng giúp được mọi người phần nào, nó chỉ là một cái small video về cái việc là ngày hôm nay bé khá là stress, và bé nghĩ là cái việc mà nói ra ngày hôm nay nó sẽ giúp cho mình better hơn, và hy vọng ngày mai nó sẽ khác và mình sẽ làm tốt hơn. Hy vọng như vậy.